Mới kim cương 4 à? Mình từ đại cao thủ lên kim cương 4 nha luôn fan ơi. Lâu lâu fit cái nhẹ thôi mà. Ây da. Đây. Nó ăn thoát khỏi kim cương rồi. Tao không bê lắp luôn. Đây rồi. Đây tất cả anh em. Lơ tất cả anh em. Mình giữ lại con anime để dành anh em ạ. Dành để tìm Amumu mà không ra một Amumu ở luôn. Mắc nhỏ. Khang Hiệu chuẩn bị lên bạch kim rồi anh em ạ. Anh em đang xem đừng quên để lại cho mình một like một đăng ký kênh nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Ui, toàn tướng không vậy? Eo gì đây? À, mãnh thú không ra mãnh thú. Đội này của mình là đội hình gì đây? À, lại vừa gặp ông đom đóm mà. Và mạnh thú à. Ông đom đóm mạnh thú đừng có để cho ông đẻ trứng nha. Đã có quỷ thư ấy rồi nè. Một nãy một mình ông ấy chơi, ông ấy top 1 rồi này. Top 1 anh em. Ông đom đóm một mình ông ấy chơi, ông ấy top 1 luôn đấy. Đừng có để cho ông ấy đẻ trứng nữa. Ai. Ra thì mẹ cũng ra một kiểu luôn đi. Mỗi thứ một ít. Tính quá, linh tính tuổi linh tính bắt nháo quá. Rồi anh em pick cốc mò đi. Cái thú à? Vì trận đã em ơi. Chơi được thì anh chơi. Hình tập nham của mình vậy mà thắng được cả. Này. Hay mình giữ lại. Giữ lại thú là nhiều này. Mất anh em ạ.
may giữ lại thằng O đấy kìa. Anh em thấy không? Tỉnh táo một chút. Hello Đức, hello Quý. Trong trận mình nghỉ. Đã CV rồi. Năm. Em mượn siêu tỏ tình đấy thì sao nào? Rồi ông Dom lại mãnh thú rồi. Ừ, nhú nhảy đi, nhú nhảy đi. Nhú nhảy đi. Nhú nhảy đi. Lấy dịu được anh em ạ. Chơi AP à? Chẳng lẽ mình vừa chơi AP rồi. Vừa chơi AP sao? Yeah. Giải giới này. Và kiếm. Quang Quý. Ủa ôi, đội hình này mạnh hơn mình rồi. Thua rồi, thua rồi. Mạnh quá. Ủa ôi, lắc đồ nhiều quá ông ơi. Thua, 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 thua. Mạnh thật, phải mạnh thật anh em ạ. Mạnh quá, mạnh quá. Chịu. Đây gì đây? Đã cấp 6 rồi. Cấp 6 luôn anh em ạ, các nhậu lên cấp 6 rồi. TV giải giới tĩnh lặng rồi. Đồ này là cái chắc rồi anh em ạ. Đang chờ CV. Cái này. Đang chờ CV này. Em cấp 6 với cả cấp 5 ai mạnh hơn. Quay tay, quay tay. Quay tay đâu? Nè. Của mình không được bật skill. Đó vậy. Để giới gai đây. Có 25% thôi anh. Mà 25% mà phát động ra anh em ạ. Thế chưa? Phát động ra đấy. Chỉ là dính một phát nhưng mà kéo dài 1-2 giây nhỉ. Nhà ông ở sân bóng Nguyễn Khuyến à? Không biết vậy. Cố lên anh. Ok em.
Ủa, đồ đạc gì đây? Đồ hiện đâu? Gỗ này, xài tạm này. Ui sợ. Được. Tập đó mạnh thú tiếp rồi. Mạnh lắm. Bắn này thì còn mạnh gì nữa. Bắn này không khởi sắc như bắn trước rồi. Bắn này ông Dom đi thật rồi. Đồ phát chết double kill này. Bật skill lên. Ừ đập chết thằng này, đập chết thằng này rồi được. Uầy 6 tiết kìa. Á à, éo tin vào mắt mình nữa. Mình có thể nhọn như thế sao? Có thể nhọn đến thế sao? À, anh em à, quên mất ô gió này. Tài đấy chứ. Anh ở Đắk Lắk anh em. Ủa hôm nay éo trông nào xài ô gió nhá. Đấy, à có hai ông chơi mạnh thú bảo sao ông kia không được xanh chuối. Cố lên nào, cố lên nào. À, trời có vẻ hơi gãy rồi. Ui thuộc vào Z quá rồi anh em ơi. Ít hai bờ gian. Thì có ông nào chưa đọc Z đâu. Mình tính chơi này. Giữ được máu chơi không? Fuck real anh em. Khỏe qua đi rồi. Ủa rồi ông này vẫn dừng tự nhiên. Thế mình ăn lại được không? Chắc là éo rồi. À mình quên mất chuột rác vào giữa. Rồi bắn đẹp đấy. Ừ được được. Edril rất cố gắng rồi anh em. Một vinh danh cho Edril nha. Phải lên. Không có thìa à? Không có thìa luôn. Wow. Thì mình lấy này để làm gì không? Chơi. À, ông này đã có Zoric 2 rồi, mẹ. Ông nào? Top 1 à? Let me go out. À. Độ quá mà. Thứ gì mình lắp nó set anh em. Bây giờ mình lắp cái... Đấy là chết. Boom. Wow, ánh sáng sao? Thế tôi lại chuyển xoay sang ánh sáng anh em.
Có anh em chơi ánh sáng không ta? Không có anh em chơi ánh sáng cả. Đây sang ánh sáng không nhỉ? Có đây không ta? Thì cũng không anh nào chơi độc xét cả. Anh em nào cũng chơi bờ ra vậy. Nhìn thật là khó chịu nha. Tôi chơi độc xét đi. Lucian đây. Đúng rồi, nhưng mà không có đồ cho Lucian. Quá. Vậy nè, mãi không lên hay sao? À, thôi rồi. Đi hôm nay đi nghỉ. À, đồ chuẩn đấy nhờ. Đồ đẹp đấy, nhìn khác nhau đồ đẹp chưa anh em? Chuẩn sách giáo khoa đấy. Được được. Teddy, Teddy, Teddy. À, Teddy nữa. À, sẽ giới rồi. À, sao mình không có ghép nhở? Whisky đi chơi với bạn gái rồi nha anh em. Không bắt thôi nào. Nhà ông ở chỗ sân bóng Nguyễn Tuyến hả? Có The Red này. Nó nào thì lật luôn. Chứ mình không chơi được. Chơi vướng. Sân bóng thì mình biết nhưng mà mình không ở chỗ đấy. Còn mình ở Madrak cơ. Toang rồi. Chơi đợi Z là toang rồi. Sao mà toang được? Không toang anh em ạ. Ai đi cô kìa. Vãi. Ra một con đấy cả lăng ba tự nhiên rừng hắn thế giờ vẫn còn người tin tự nhiên rừng sao ra Olaf ô lủng anh em nhở hắn nhở ai mạnh thế hôm nay mạnh thú mạnh vậy Olaf đâu trêu à em mình phải roll rồi giờ phải roll thôi. Thế nào mà giữ máu được nữa. Máu chết luôn. Không kịp ngáp luôn. Đây rồi, Z đây rồi. Mà đéo. Liền. Tôi phải vất vả lắm mới có được Z đây ông ơi. Tinh nguyện chết rồi. Ở chơi triệu hồi nhỉ.
chơi triệu hồi không nhỉ? Có thích chơi triệu hồi không? Ây da, quái vật. Rồi, có xin gì rồi, mình chưa có Z. Trời, bây giờ khó chơi á. Được. Rồi, mình xem nào. Cấp 8. Ừ, cũng được. Đâu rau này nha anh em. Con này Olaf 2 rồi này. Con này cũng chơi Z giống mình này. Z trước, mày quá. Sát thủ ngủ trong rừng sao? Ủa, hôm nay sát thủ mạnh vậy mà mình vẫn ăn được này. Em thấy đội hình của mình biến thái không? Mắt biến thái. Giờ chúng ta chỉ cần lấy EF thôi. Đáp tinh thần cho Z là ok con dê. Bỏ mắt phải. Ở đó bỏ Z à. Trời may quá. Không có hai game mà hai phiên đi chậm không có bị ép thì tôi khóc. Hồi hay là gì bây giờ nhỉ? Triệu hồi hay là độc? Ý là độc mạnh hơn ấy. Không ra gen là đi ỉa rồi chứ còn. Triệu hồi đi, tại vì độc khó. Độc phải cần sinh gịt cơ anh em ạ, khó lắm. Mình lên cấp 8 nữa. Một vòng nữa. Ê, tung Z rồi. Phải lìn đồ. Ngẫu nhiên kìa. Đâu ngẫu nhiên kiểu gì vậy? May quá. Đồ nhân ra ngay cái phong kiếm. Rồi check xem anh em có phong kiếm không. À không nhỏ đánh không lại bản sao của mình luôn. Sao thấy im im. À khác nhỏ không có phong kiếm. Con này cũng không có. Không. Con này có một phong kiếm này. Hơi nguy hiểm chút. Đáng kể. Endgame. Endgame. Rồi nó hên quá anh em. Mẹ level 7 Rona Z. Ở chấm level 8 rồi ba. Mẹ Z từ level 7 không đi. Ông Z là đi luôn rồi. Mình chơi thì em bao giờ có trụ level 7 ra cả. Ui. Độc mạnh quá. Vampire của mình nãy giờ mới được hút một cái này. Olaf này. Đấy. Để cái đồ này cho Olaf anh em. Vời luôn. Ok.
Ai chơi đội hình mỗi set thôi nhỉ? Thì khi nào ra sinh thì chơi nhỉ? Đội này của mình hơi bị mạnh đấy, nhìn vậy thôi hơi bị mạnh đấy, set nó giật 250 sát thương mà anh em. Mắc đầu. Khỏi chơi triệu hồi cũng được ấy. Đội hình này khéo mạnh hơn cả triệu hồi. Đảm bảo với anh em luôn. Mạnh hơn triệu hồi. Xin nghỉ luôn này. Thì ai liền rồi thế. Hơi rồi, hơi rồi. Cho đồ xin nghỉ được luôn. Vậy bỏ xét lấy độc nhá. À, chết rồi, chết. Đã bỏ 3 set rồi, chết rồi. Nhầm hàng rồi. Ai nhìn CV bị choáng. What the fuck? Nhầm hàng anh em, nhầm hàng, nhầm hàng. Nhầm nhầm nhầm. Vậy vẫn ăn được. Rồi. Cho nhầm 2 set vào chứ. Nhầm 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 nhầm. Thành nhầm 2 con anh em. Đấy. Giết thì toàn. Giết thì toàn anh em ạ. Mày quá đi thôi. Đấu sắp 3 rồi nha. Ê, ông này có 2 phong kiếm như nào vậy? Má cái đồ. Đồ bỗng nhiên lại được phong kiếm kìa. Cho mày chết đi, ông phong kiếm chết luôn đi. Đánh 5 rồi. Chết đâu? Tí thì chết. Ủa ơi. Trời giúp. Trời giúp ông nào kìa. Đom rồi, sử dụng đập đóm rồi. Phải liền lấy sinh nghiệp của mình vậy. Phải ông này lấy ai ông này lấy phá mình. Ông này đâu có chơi băng quốc đâu. À ông này sinh nghiệp chơi độc. À hóa ra là ông ấy cũng cần. Tưởng là ông không cần. Để hack slot đúng không nhỉ? Hack slot luôn nha. Xem Rona cái gì không ạ? Rona gì mình hack slot luôn. On set này. Rồi. Bán đi rồi. Amumu. Con này lên 2. Cho lên 3 luôn. Lên 2 được, cho lên 3.
Chơi hai cốc mò kìa. Độc chí mạng nha. Nhìn kìa. Con mẹ bị bắt rồi. Khỏe đấy nhở. Rồi đi rồi. Bắt được Fox TV bị bắt mà vẫn win được. Lắc ánh sáng không được, lắc set thì mình chơi. Vượt Amumu. Giờ mình phải check xem ông nào có phong kiếm hay không ấy. Chọn chỗ này không chơi bản nào, có phong kiếm không? Ồ, tay la đồ đẹp kìa. Mắt đẹp. Cái gì cơ mà ông này vừa gặp xong mẹ lại gặp lại vậy. Xin cái đồ chất anh em, chút có BF à, có. Ui, nhìn đồ chất chưa cả. Vừa đi xin tường mà. Chút nếu mà có cái ấy mình lắp cho nó anh em. Vô cực kiếm ấy, lắp mẹ cho nó luôn. Ô đâu của mình sắp lên 3 rồi mà, anh em lo gì. Sắp lên 3 rồi. Này cho con nào đây? Cho Mundo hay Manfai chưa? Này bao nhiêu? 125 150. Cái này 75. Để vệ sinh của mình lên 2 đã. Đấy chắc mình không cần lên cấp 9 đâu. Máu cũng gần như là sắp hết hết rồi. Đồng máu. Ăn phai đi. Ui đồ chất thế chưa. Giờ lắc xét phát mình bỏ man phai cho lắc xét vào thì thôi chứ. Giật tím người. Giật tím người anh em ạ. À chơi bích. Rồi chơi bích sinh nha. Chơi bích Singapore của tôi nha. Được đấy. Đám bích sinh này. Bích sinh này. Bích sinh bích. Các kiểu này. Đi luôn rồi ông giáo ạ. On 3 sao. Gấu chó, gấu chó. Mau xuất hiện đệ. Không xuất hiện người anh em gấu chó rồi. Chỗ này mình chơi hết set luôn nhở. Hai con này với con này bằng set luôn nhở. Rồi. Cái gì của mình đồ chất vậy mà. Chí mạng mà. Ủa khúc kìa. Sao đỡ. Có kéo đi chợ không nhỉ? Chợ thì vui. À ông này cũng mạnh quá nè. Vượt 2 à. Rồi, muốn đôi ra đồ xấu rồi. Trong khi đó thì Let Me Go Out đồ khá là ổn. 4 kiếm khách, 3 gió. 3 gió là hợp lý. Zana 2. Mày fixing làm gì vậy ta? Trêu à? Fixing của đối thủ chứ sao nữa. Lên sinh 2 rồi. À, trận này Cường ra Z sớm quá anh em.
Nó chuẩn bị đi ở rồi. Thằng này là đi luôn rồi đấy. Hút vào đây, hút vào đây. Rồi, thắng rồi. Ấy à. Em có đồ gì cho Singapore? Còn em thì vui. BF, BF. Tại sinh à. Lấy thêm cái đắp máu đi. Tôi chạy hơi mệt rồi đấy. Ừ. Lấy này. Có sát thương chí mạng mà. Đéo của tôi. Gấu đâu? Chuyện người em gấu à? Mày không có tính lặng. Rồi. Đang nhờ. Đi ngủ đi ngủ đi ngủ. Thắng chưa? Thế đâu? Cần round nữa. 23 điểm. Ai à. Đấu ở đâu? Anh đi ngủ anh. Ok ok ok. Rồi. Vậy thì chịu. Hey, pick Z, pick ấy của tôi. Vậy vậy tôi cũng chịu à. Ok. Trận đấu kết thúc tại đây rồi. Cảm ơn anh em rất nhiều vì đã theo dõi cái video livestream của mình. Hẹn gặp lại anh em trong những buổi livestream sắp tới nha. Top 1 là dễ luôn. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để có thể ủng hộ mình nhiều nữa. Tạm biệt anh em nha. Mình sẽ nghỉ tại đây thôi. Úi xời ơi.